Vào khoảng 14 giờ chiều nay, trên đường 38B, đoạn qua thôn Phù Oanh, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô, làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn Đê có địa chỉ thường trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, lưu thông theo hướng Hải Dương đi thành phố Hưng Yên, khi đang di chuyển đã bất ngờ va chạm với xe mô tô cùng chiều do chị Trần Thị Tê ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Tê tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.